thiết kế và thi công, nhưng để duy trì được tính thẩm mỹ cũng như là vẻ đẹp và vườn cây chúng ta luôn xanh mướt thì vấn đề bảo trì và bảo dưỡng các khuôn viên và cảnh quan này rất là quan trọng. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu được là việc bảo trì hoặc là bảo dưỡng các công trình như thế này cảnh quan cần thiết hay không, tầm quan trọng nó như thế nào. Các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Và cái mục đích của việc là chúng ta tiến hành bảo trì cũng như là bảo dưỡng các công trình hoặc là khuôn viên cảnh quan như thế này, đầu tiên chúng ta có thể nắm được tình hình của cái cảnh quan hiện tại cũng như là tình trạng của các cây. Sau đó thì các bước để tiến hành cải tạo hoặc là bảo trì bảo dưỡng cảnh quan nhằm mục đích đó là để duy trì được cái vẻ thẩm mỹ cũng như là tươi đẹp cho các cây công trình hoặc là khuôn viên của chúng ta. Và cuối cùng đó là theo dõi được cái tình trạng của khuôn viên cũng như là cảnh quan thì giúp chúng ta có thể đưa ra được những biện pháp khắc phục hoặc là các biện pháp cải tạo giúp cho cái khuôn viên chúng ta ngày càng xanh mướt hơn. Và các bước để tiến hành cải tạo hoặc là bảo dưỡng bảo trì một cái công trình cảnh quan thì đầu tiên đó là cần phải khảo sát và đánh giá tình trạng chung của cảnh quan hiện tại. Tiếp theo là chúng ta cần lấy số liệu và các thông số cũng như là tư liệu cơ bản để làm tài liệu. Tiếp tục đó là sẽ tham khảo ý kiến của chủ đầu tư, sau đó chúng ta có thể đưa ra các đề xuất nhằm giúp cho chúng ta có thể cải tạo hoặc là bảo dưỡng bảo trì một cách hoàn thiện hơn. Sau đó sẽ là tiến hành bảo trì, bảo dưỡng hoặc là cải tạo theo như đề xuất và cái quyết định của chủ đầu tư. Và cuối cùng chúng ta sẽ bàn giao công trình lại. Và các bạn hãy cùng theo Trang Sương cũng như là các nhân viên của công ty cổ phần Sài Gòn Hoa tiến hành bảo trì, bảo dưỡng một cái công trình cảnh quan tại công ty truyền tải điện 4. Thì cái công việc hôm nay như thế nào và những công việc gì và ý nghĩa của nó ra sao, các bạn hãy cùng theo Trang Sương tiếp tục chúng ta tìm hiểu thêm nha. Dạ anh ơi, cái công việc bảo dưỡng này thì thường mình làm những công việc gì anh? Thường á thì chăm sóc hàng ngày ra thì mình còn bón phân và cắt tỉa cây định kỳ nha em. Dạ. Định kỳ thì khoảng bao lâu mình sẽ làm một lần ạ? Thì một tháng mình một lần nha. Dạ. Là một tháng mình sẽ cắt tỉa hoặc là bón phân một lần cho cây ạ? Đúng rồi. Dạ. Nếu mà ví dụ cây nào mà nó phát triển tốt, nó sớm hơn á thì mình có thể chưa tới một tháng mình cắt tỉa cũng được. Nó đẹp cho nhờ tùy là cái tốc độ phát triển của cây. Dạ. Tốc độ phát triển của cây. Được. Đối với công việc cắt tỉa này á, những cây phát triển nhanh á, như ví dụ như cây có này thì một tháng mình có thể cắt 2 lần. Còn như mấy phần cây phát triển chậm hay là như cỏ này thì mình một tháng hoặc là một tháng hơn mình lấy máy một lần thôi là được. Như cây ác ó này thì mình cắt bằng nào thì của nó ạ? Cao lên này, mình cắt xong mình tạo cho nó bằng vậy nè. Dạ. Nhưng mà cái hàng khó này thường thường á mình cắt là 3 hàng, một hàng trên, một hàng bên hông này và một hàng phía bên này. Và mình tạo kiểu như mình tạo cái đường nó vuông vức lại đúng không? Nó vuông lại. Dạ. Cho nhìn ra nó đẹp á. Dạ. Cây này thì mình làm bao lâu một lần hả anh? Với công việc này á, kiểm tra cây này á thì mình kiểm tra thường xuyên, hàng tuần hoặc là hàng ngày. Mình kiểm tra thì mình coi cây thử nó có bị bệnh hay không. Nếu mà cây nó bị bệnh thì mình có biện pháp để phòng tránh kịp thời. Dạ. Đó. Đây. Ví dụ như cái nhánh này nó bị bệnh, phải là bị bệnh, bị khô thì mình cắt tỉa nó bớt, tỉa nó ra đi. Đó, để nó khỏi bệnh, nó khỏi lây lan qua những cây khác. Rồi mình sẽ phun thuốc để phòng ngừa cho nó và những cây bên cạnh